Buổi học hôm nay thì lớp mình sẽ sang một cái chương mới hình rất là quan trọng. Và chương này cũng giúp các bạn giải quyết rất là nhiều câu trong đề thi đại học. Đó là chương 3, các con ghi vào cho cô. Chương 3. Chương cuối cùng hình của mình nhé, là phương pháp tọa độ trong không gian. Phương pháp này, tọa độ nhé. Được chưa? Phương pháp tọa độ trong không gian thì mình sẽ vào bài đầu tiên của bài này. Thì cái phương pháp tọa độ không phải là bây giờ các con mới học, mà lớp 10 mình cũng đã học phần trục tọa độ rồi, được chưa? Phần trục tọa độ đấy, nhưng lớp 10 mình học dưới dạng là hình học phẳng. Và các bài tập tính toán của lớp 10 các bạn cũng tính khá là nhiều rồi. Thì ở lớp 12 các bạn cái cách tính toán nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì ở áp dụng trong cái phương pháp tọa độ trong không gian ấy, nó khác ở lớp 10 một chút. Là lớp 10 nếu như mình học hệ trục tọa độ OI chứa hai trục OX và OY, tức là những cái điểm tương ứng của mình cũng sẽ có hai tọa độ tương ứng là X và Y. Thì ở lớp 12 mình sẽ có một hệ trục tọa độ đề các vuông góc trong không gian nhưng chứa ba trục là OX, OY và OZ. Tức là ở lớp 10 mình học hai trục như thế này. Ở lớp 10 các con sẽ học hai trục đúng không? Như này đúng không? O này, X này, à O này, Y này, X này đúng không ạ? Thì OX này đóng vai trò là trục hoành, còn OY đóng vai trò là trục tung đúng không ạ? Đấy là mình học như thế rồi. Thì tương ứng những cái điểm M mà sinh ra trên trục tọa độ như này này. Ví dụ điểm M chẳng hạn thì mình sẽ có hai tọa độ là XM, IM. Ví dụ điểm M này có tọa độ 1, 3 chẳng hạn. 1, 3 thì tức là hoành độ của chúng đang là 1 và tung độ của chúng đang là 3. Được chưa? Đấy. Thì đấy là hệ trục tọa độ OI ở lớp 10 với hình phẳng. Thì ở lớp 12 phần hệ trục tọa độ mình sẽ nâng cấp lên là ba trục tọa độ nhá, ba trục tọa độ, tức là các con sẽ có ba trục tọa độ như thế này này. Đây cô vẽ luôn nhá. Các bạn vẽ vào vở đi, bắt đầu từ đây này. Hệ trục tọa độ ba trục tương ứng là OX, OY và OZ nhé, đôi một vuông góc với nhau. OZ gọi là cao độ. OX chẳng hạn, OY chẳng hạn đúng không? Đấy nhá. OX, OY, OZ ba trục tọa độ tương ứng như thế này và chúng vuông góc tại O. Và OZ người ta gọi là trục cao hay người ta gọi là cao độ. OX là hoành độ, được chưa? OY là tung độ giống lớp 10 nhá. Chỉ có điều lớp 12 mình thêm một trục nữa là trục OZ thôi. Thì khi mà trên cái trục này mình sẽ có ba, ngày xưa mình có hai vectơ đơn vị là Y và Z. Thì bây giờ trên cái trục này mình sẽ cũng sẽ có ba vectơ đơn vị tương ứng. Được chưa? Ba vectơ đơn vị tương ứng, ví dụ cô đặt là vectơ Y chẳng hạn. Vectơ Y, vector Z, vector K, EZK nhé. Ba vector đơn vị tương ứng EZK. Được chưa? Gắn liền với ba trục tọa độ này. Thì thực ra cái vector này thì các bạn cũng không phải căng thẳng lắm. Đấy là hệ trục. Cô giới thiệu một la mã cho các bạn, một nhỏ nhé. Một nhỏ này. Một nhỏ của mình là hệ tọa độ trong không gian. Hệ tọa độ nhé, trong không gian. Được chưa? Hệ tọa độ trong không gian, được chưa nhá? Thì mình sẽ gồm ba trục là OX, OY và OZ, được chưa nhỉ? Các con ghi chép vào đi. Và trên ba trục này sẽ có ba vectơ tương ứng là EZK.
Tức là các con nhớ như này này, nhớ thật ngắn gọn đơn giản thôi, không phải rườm rà viết nhiều làm gì. Hệ trục tọa độ của lớp 12 của mình sẽ học với ba trục là hoành độ, tung độ và cao độ, được chưa? Đấy, thì khi điểm M tương ứng của mình cũng sẽ có tọa độ của ba điểm, được chưa? Gồm có hoành độ, tung độ và cao độ nhá. Còn O của mình được gọi là gốc tọa độ, và tại O này thì tạo nên các cặp tương ứng vuông góc với nhau, được chưa? Tức là OX thì vuông góc OY, OY vuông góc OZ và OZ cũng vuông góc OX, được chưa? Nhớ nhá. Và cái hệ trục tọa độ OXYZ này trong không gian người ta gọi là hệ trục tọa độ đề các vuông góc, được chưa? Trong không gian gồm có ba trục nhá, để nhớ như vậy. Ba trục này vuông góc đôi ngược với nhau. Mình sang cái phần hai nhỏ ngắn gọn thôi. Hai nhỏ là tọa độ của một điểm. Tọa độ nhá của một điểm này. Được chưa? Tọa độ của một điểm nhá. Các bạn ghi cho cô này. Trong không gian OXYZ, trong không gian OXYZ, trong không gian này OXYZ cho một điểm M tùy ý, một điểm M tùy ý cho một điểm M tùy ý nhé. Cho một điểm M tùy ý. Khi đó ta có vector OM thì bằng x lần vector y cộng với y lần vector z cộng với z lần vector k. Được chưa? Và gọi bộ ba số, bộ ba số x, y, z, được chưa, là tọa độ của điểm M, là tọa độ nhé của điểm M, là tọa độ của điểm M, được chưa, là tọa độ của điểm M đối với hệ tọa độ của x, y, z đã cho, được chưa? Thì khi mình viết lý thuyết như này thì mình nghĩ là nó năng nhằng, nhưng thực chất như thế này, có nghĩa là nếu vector OM, được chưa, có nghĩa là nếu là f vector OM của mình đang được biểu diễn bằng gì ạ, bằng là đây cô ghi nhá, vector OM này biểu diễn là x lần vector y cộng với y lần vector z cộng với lại z lần vector k, được chưa? Thì mình suy ra điểm M của mình có thể viết được bằng hai cách, M là x, y, z, hoặc là điểm M ghi là x, y, z. Vậy thì y, z, k đóng vai trò là gì? Nó là vector đơn vị thể hiện rằng x là thuộc trục hoành, y là thuộc trục tung và z là thuộc trục cao. Được chưa? Thế thôi. Ví dụ đây, cô ví dụ nhé, là OM của các bạn đang có tọa độ là, bỏ cái này nhé, hai lần vector y, được chưa, cộng với ba lần vector z cộng với bốn lần vector k, được chưa? Thì suy ra điểm M của mình đang có tọa độ là 2, 3 và 4. Thực chất YZK chỉ là những vector đơn vị gắn lên để thể hiện chúng ở trục nào thôi, được chưa? Gắn lên nó sang chảnh thôi, chứ không có ý nghĩa gì nhiều cả. Các bạn hiểu không ạ? Vậy thì đi thi nó sẽ một câu hỏi loại này, nó cho vector O nào đó, OM, ON, O, OE, OH gì đấy, đúng không ạ? Có tọa độ kiểu như thế này, thì suy ra tọa độ điểm M là gì? Thì các con nhớ là tọa độ điểm M là những phần số đứng trước y, đứng trước z, đứng trước k. Thì ví dụ OM nó cho âm như thế này, OM bằng
2 lần y đi. Trừ 3 lần z đúng không? Trừ 4 lần k chẳng hạn, được chưa? Thì điểm m có tọa độ là bao nhiêu? Sẽ là 2 trừ 3 và trừ gì ạ? Trừ 4, tức là những phần hệ số đứng trước vector ICK thì được gọi là tọa độ của điểm m, được chưa? Nhớ nhá. Đấy, con ghi chép vào nhá. Đây là những lý thuyết đầu đầu thôi, sau đó thì mình nói các công thức thì nó dễ, thì mình không sợ đâu. Là các bạn ghi xong chưa nào? Ghi xong chưa đấy? Bạn Khánh Huyền ghi xong chưa? Xong rồi ạ. Bạn là Thùy Trang ghi xong chưa? Xong rồi ạ. Rồi xóa bảng đi nhá. Mình sang phần 3 nhỏ này. Đạt với lại An ghi cái nhá. Ba nhỏ, tọa độ của một vector. Tọa độ của một vector. Tọa độ của vector. Thì các con ghi đi. Trong không gian Oxyz. Trong không gian nhé. Oxyz. Được chưa? Cho vector A. Cho vector A. Với vector A. Bằng A1 vector Y. Cộng A2 vector Z. Cộng A3 vector K. Khi đó, bộ ba số này, A1, A2, A3 được gọi là tọa độ của vector A. Được gọi là tọa độ của vector A. Được chưa? Đối với hệ tọa độ Oxyz cho trước, hay là vector A được biểu diễn như sau. A thì mình có thể được viết là bằng A1, A2, A3. Hoặc là vector A mình viết như này, bằng A1, A2, A3 đều được. Thì nói lý thuyết là phức tạp như thế. Vậy thì ngắn gọn như thế này này. Ví dụ vector A của cô đang được viết là 2 lần vector Y cộng 3 lần vector Z, được chưa? Cộng 4 lần vector K, được chưa? Thì suy ra vector A được viết theo hai cách. Vector A có thể bằng gì ạ? Bằng là 2, 3, 4, được chưa? Tức là hệ số của IZK. Hoặc là vector A không cần có dấu bằng, ngoặc luôn cũng được, 2, 3, 4, được chưa? Thế thôi. Tức là gì? Là khi đi thi, người ta sẽ cho các bạn một biểu thức của vector A. Người ta yêu cầu bạn tìm tọa độ vector A. Thì rất là dễ. Các con chỉ cần nhớ là hệ số của những vector đơn vị này, nó chính là tọa độ của vector mình cần tìm. Ví dụ, vector A của mình có tọa độ là 2 lần vector Y trừ 3 lần vector Z trừ 4 lần vector K. Thì suy ra vector A này có tọa độ là bao nhiêu nhỉ Tùng nhỉ? 2, âm 3, âm 4. Đúng rồi, 2 trừ 3 trừ 4. Hoặc là vector A mình được biểu diễn ở dấu ngoặc luôn cũng được, là 2 trừ 3 trừ 4. Thì các con chỉ cần quan tâm như thế này. Dù là tọa độ của vector hay là tọa độ của điểm, thì những cái đuôi IZK gắn vào chỉ giúp mình hiểu đó là đang thuộc trục hoành, trục tung hoặc trục cao thôi. Tức là hoành độ, tung độ, cao độ thôi. Chứ nó không có ý nghĩa gì nhiều. Tuy nhiên thì năm nào đi thi cũng hỏi câu này, được chưa? Và thí sinh
thực chất đang không hiểu là mình ghi cái gì. Thế còn nhớ là cứ hệ số của những vector đơn vị này chính là tọa độ của vector hay tọa độ của điểm mình cần tìm. Vector OM thì thực chất là đi tìm tọa độ của điểm M, được chưa? Vì phần O tọa độ là không không hết nên nó không có ý nghĩa gì nhiều, được chưa? Và khi mình thực hiện phép trừ là tọa độ sau trừ tọa độ trước ấy, thì không trừ đi nó vô nghĩa, đúng không? Đấy, thì lát nữa mình học công thức cộng trừ mình sẽ biết. Nếu như bạn nào đã học kỹ bài hệ trục tọa độ mà các bạn được học cô từ lớp 10 ấy, những bạn học từ lớp 10 nhá, thì bài hệ trục độ lớp 10 cô dạy cực kỳ kỹ, thì sang lớp 12 các con chỉ cần dập khuôn thêm một trục thôi là xong, thì không có cái gì đặc biệt cả. Mặc dù là trong lớp 12 các bạn sẽ học thêm một công thức quan trọng nữa, ở lớp 10 các bạn học là tích vô hướng ngoài vector, thì lớp 12 các bạn sẽ có một công thức đẳng cấp hơn là tích có hướng ngoài vector, khác một chút. Nhưng tuy nhiên về kỹ năng tính toán thì không khác gì nhiều đấy. Nhưng hầu như những bạn lớp 12 đang ngồi tại đây thì các bạn không học lớp 10, do vậy là các bạn quên hết rồi. Cô sẽ nhắc lại cho các con luôn, các con biết nhá. Và mình cũng không vào lý thuyết dườm già, mình vào luôn những cái vấn đề mà đi thi mình sẽ gặp. Đó là phần 4 nhỏ, các con sẽ vào biểu thức tọa độ các vector, có nghĩa là những phép toán mà mình tính trong cái bài này nhá. Đi đi, 4 nhỏ. Khi cô đang ghi, các con cố gắng bắt nhịp ghi nhanh cùng luôn nhá. 4 nhỏ này là biểu thức tọa độ của các phép toán vector. Biểu thức nhé, tọa độ này, các phép toán vector. Đấy, biểu thức tọa độ các phép toán vector này. Thì trong cái hệ trục tọa độ OXYZ thì cô cho vector A, cho vector A tọa độ A1, A2, A3. Vector B của mình có tọa độ là B1, B2, B3 và một số K. Một số K cho trước nhé. Số K, được chưa? Thì khi đó, khi đó ta có như sau này. Ta có này. Thứ nhất là vector A cộng với vector B thì bằng gì? Nó sẽ bằng hoành độ cộng hoành độ, tức là A1 cộng B1. Tung độ cộng tung độ có nghĩa là A2 cộng B2. Cao độ cộng cao độ có nghĩa là A3 cộng với B3. Được chưa? Đấy. Ví dụ luôn này cho nó dễ hiểu này. Ví dụ A có tọa độ là 1, 2, 3. B là 4, 5, 6 chẳng hạn. Thì suy ra vector A cộng vector B nó sẽ bằng gì? 1 cộng 4 là gì ạ? Là 5. 2 cộng 5 là gì ạ? Là 7. Và 3 cộng 6 là gì ạ? Là 9. Thế thôi. Được chưa? Rất là ngắn một. Vector A cộng vector B thì bằng 5, 7, 9 là 1 cộng 4 bằng 5, 2 cộng 5 bằng 7 và 3 cộng 6 bằng 9. Tức là hoành độ cộng hoành độ, tung độ cộng tung độ và cao độ cộng cao độ. Được chưa? Rất là dễ nhé. Vector A này mình đem trừ đi vector B thì bằng gì? Hoành độ trừ hoành độ, tức là A1 trừ đi B1, A trừ đi B2 và A3 trừ đi B3. Ví dụ luôn, ví dụ này luôn này, ví dụ cũng cho ví dụ này luôn. Từ đây mình suy ra là vector A, vector B đi, vector B trừ vector A bằng gì? Mình sẽ lấy x của B trừ x của A, tức là 4 trừ 1 thì bằng 3. Được chưa? 5 trừ 2 thì bằng 3. 6 trừ 3 cũng bằng 3. Được chưa? Đấy. Vector A trừ vector B thì nó có tọa độ là 3, 3, 3. Cô lấy B trừ A, sở dĩ B trừ A thì cô để cái vector là đỡ âm. Còn hoàn toàn có thể A trừ B cũng được. Đây cô viết cho các con A trừ B.
chứ không phải lúc nào phải lấy b trừ a đâu. A trừ b thì là 1 trừ đi gì ạ? 4 là trừ 3, đúng không? 2 trừ đi 5 là trừ 3, và 3 trừ đi 3 là trừ 3, thế thôi. Vector nào trừ vector nào cũng được, và vector nào cộng vector nào cũng được, miễn là chúng thực hiện theo đúng quy tắc là khi cộng thì hoành độ tương ứng cộng với nhau, tung độ tương ứng cộng với nhau và cao độ tương ứng cộng với nhau. Còn khi trừ thì hoành độ tương ứng trừ đi nhau, tung độ tương ứng trừ đi nhau và cao độ tương ứng trừ đi nhau, thế thôi. Chứ không cần phải quan trọng là vector nào trừ vector nào, vector nào mình cũng tính được, được chưa? Kể cả nó là vector không nhá. Thế thứ ba, công thức thứ ba cũng dễ dàng cho các con. Con sẽ ghi những cái công thức quan trọng này vào vì mình sẽ phải sử dụng thường xuyên nó trong cái chương này. Công thức thứ ba là k lần vector a. K lần vector a thì mình nhân k vào thôi, lấy a đây, nhân k vào là k a một, k a hai và k a ba, được chưa? Ví dụ là vector a của cô có tọa độ là 1, 2, 3 chẳng hạn, thì ba lần vector a đi sẽ bằng gì? Mình nhân vào, mình nhân nó vào, 3 × 1 là 3, 3 × 2 là gì? Là 6, còn 3 × 3 là gì? Là 9. Tức là mình nhân cái con k này vào, thế thôi. Đấy, chứ không có gì đặc biệt cả nhá. Ví dụ như là trừ 2 lần vector a đi, thì nhân số trừ 2 vào sẽ là trừ 2, đúng không? Trừ 4, đúng không? Và trừ 6, đúng không? Nào bạn An có hiểu không? Bạn mới tinh chưa học tí nào? Em hiểu ạ. Rất tốt. Bạn Đạt có hiểu không? Cô Đạt đâu nhỉ? Khánh Duy hiểu không con ơi? Khánh Duy hiểu không? Khánh Huyền hiểu không? Có ạ. Phương Linh hiểu không? Có ạ. Cái giống kia là dấu phẩy hay chấm phẩy vậy ạ? Chấm phẩy con ạ. Cô ghi mà cô ghi quen tay là phẩy thôi. Xin lỗi các con ghi hết chỗ này chấm phẩy của cô nhé. Chấm phẩy của cô nhé. Đấy, cô ghi vội nên là cô ghi là phẩy. Thực ra thì sau này các con làm trắc nghiệm đi. Các con ghi nhanh như này cũng được, chẳng sao bởi vì mình không phải trình bày ấy. Thế nhưng mà nếu mà trình bày vào là các con ghi chấm phẩy cho cô nhé, cho lịch sự, hiểu không? Lịch sự là có hai thế này này. Chấm và phẩy nhá. Đấy. Nếu cô ghi có khi là cô không để ý. Vì các bạn làm trắc nghiệm thôi này, các bạn chẳng để ý cái đấy đâu. Nhưng thôi không sao, mình cứ ghi cẩn thận, đúng, vẫn không thừa, đúng không? Nào nhóm của bạn Ninh Huệ, bạn Trúc biết xong chưa? Ngọc Huyền, Ngọc Bích biết xong chưa nào? Con xong rồi ạ. Bảng nhá. Em xong rồi ạ. Ghi cẩn thận vào. Ghi cho cô một cái chú ý rất là quan trọng. Cô sẽ đổi màu bút. Chú ý này. Là khi vector A bằng vector B thì mình tương đương được là gì? Hoành độ tương ứng của chúng bằng nhau, A1 bằng B1, A2 bằng B2 và A3 bằng B3. Được chưa? Thì các bạn sẽ hỏi cô là cô ơi, công thức này cho để làm gì? Thì sau này có một bài toán như sau. Cho vector A có dạng tọa độ chứa tham số m, được chưa? Hoặc là vector B có tọa độ là tham số n, và qua cái việc hai vector bằng nhau thì mình tìm được m và n. Và hai vector bằng nhau này sẽ sử dụng rất là nhiều trong những bài chứa tham số. Bạn nhớ đấy ạ. Con chỉ cần nhớ đơn giản là hai vector bằng nhau khi hoành độ tương ứng của chúng bằng nhau, tung độ tương ứng của chúng bằng nhau và cao độ của chúng tương ứng bằng nhau là được nhá. Nào, một cái nữa này, bạn sẽ hỏi này là vector 0 thì có tọa độ là gì? Thế con ghi nhá, vector 0 của nó ấy, nó tọa độ là gì? Nó ở vị trí 0 mà. Ở vị trí là gốc tọa độ thì nó sẽ tọa độ là 0, 0 và 0 nhá.
Một cái nữa mà vẫn thi này, cô sẽ liệt kê những vấn đề thi thôi. Là vector A và vector B. Nhớ là vector B này của mình phải khác vector 0 nhé. Đấy, cùng phương. Mình học ở lớp 10 nếu bạn nào học kỹ á thì biết là cùng phương rồi đó. Cùng phương. Khi này, khi có một số k sao cho có một số k sao cho này a một thì bằng kb một, a hai bằng kb hai và a ba bằng kb ba. Hay mình viết như thế này được là b một bằng ka một, b hai bằng ka hai và b ba bằng ka ba. Thì ghi như chuyện là khó thế thôi, chứ ghi theo ví dụ thì rất đơn giản này. Ví dụ này, vector a của cô có tọa độ là một chẳng hạn, được chưa? Vector b của cô có tọa độ là hai chẳng hạn, thì mình thấy là gì ạ? Vector b này bằng gì ạ? Hai lần vector gì ạ? Vector a, được chưa? Đấy nhá, vector b bằng hai lần vector a, có nghĩa là hệ số k của mình đang bằng hai, được chưa? Hoặc là vector a bằng 1/2 vector b, được chưa? Và thực ra thì trong cái bài này các con sẽ có một câu hỏi sau này, nó hỏi là tìm m để hai vector sau cùng phương, hoặc là đúng không, hỏi thế được, hoặc là giá trị nào của m hai vector sau cùng phương bao giờ cho tham số vào. Thì một mẹo vặt để tìm ra con k như thế này, muốn hai vector cùng phương thì x của a chia x của b phải bằng y của a chia y của b, phải bằng z của a chia z của b. Và thực chất hệ số k của mình đây ạ, k của mình tìm một cách nào, nó chính là bằng a một chia b một, bằng a hai chia b hai và bằng a ba chia b ba, thấy chưa? Nếu mà tìm k để hai vector sau cùng phương thì qua cái việc mình cho từng tỷ số này tương ứng bằng nhau thì mình sẽ tìm được k là một, tìm được tham số là hai, được chưa? Đấy, nhớ nhá, nó rất là đơn giản đấy. Con nhìn này, vector a tọa độ 1/1, vector b tọa độ 2/2, thì vector b đang bằng hai lần vector a, được chưa? Vector b bằng hai lần vector a, thì k làm thế nào? K bằng x của b chia x của a, thì nó chẳng bằng hai gì, đúng không? K đây mình chính là bằng hai này. Hoặc là vector a đang bằng 1/2 vector b, thì vector k, cái k này thì thế nào? Bằng vector x của a chia x của b. Muốn biết k bao nhiêu thì con nào bằng con nào thì mình lấy đúng x của con đấy chia y con đấy. Nếu như ba con này cùng bằng nhau thì chúng mới xảy ra cùng gì ạ? Cùng phương. Được chưa? Nhớ nhá, ba con này chia nhau tương ứng. Mặc dù xem qua các bạn không nói nhưng cũng mở rộng thêm thế này. Vì là đi thi nó hỏi đúng cái này luôn. Bạn biết là tìm k, tìm được cả m luôn. Chưa, sẽ hỏi là với giá trị nào của tham số m thì vector a cùng phương với vector b. Đấy ạ. Thì nhớ nhá, cứ lấy x tương ứng của chúng chia nhau, y tương ứng của chúng chia nhau, z tương ứng của nhau, chia nhau bằng gì thì đó là k. Nhưng thông thường câu hỏi nó sẽ không cho sẵn là ba con số ở đâu mà cho tham số m vào đây. Thì bao giờ chỉ có một con m thôi các bạn ạ, một con thôi nhá. Thì hai con còn lại vẫn trống mà mình vẫn tìm được m qua hai con còn lại, được chưa? Rất là dễ. Đấy là một trong những cái mẹo vặt để mình làm câu này. Nhớ cái đấy nhá. Học ở đâu mình biết là thi cái gì đấy thì mình tính toán. Được chưa nào? Thêm một công thức nữa nhé. Các bạn ghi xong chưa đấy? Ngọc Huyền, Ngọc Bích ghi xong chưa? Im thế. Tú. Dạ, ghi xong rồi ạ. Tú ghi xong chưa? Ghi hết rồi. Mình sang một phần nữa này. Một dấu sao tiếp theo. Cô sẽ dạy những cái vấn đề các con thi thôi. Nếu điểm A cô cho như này. Điểm A thì các bạn có hai cách viết.
Các bạn có thể viết điểm A như thế này cũng được này. Để nguyên như này được, hoặc các bạn viết có thêm dấu bằng ở đây cũng được. Đều được hết, vừa nãy cô viết từ đầu đúng không? Điểm A của các bạn vừa rồi, thích thì viết dấu bằng ở đây cho nó đúng quy cách. Nào, A1. A2. Còn điểm B, nhớ nhé, tọa độ của điểm hay vector thì mình ghi in thường, nhưng điểm mình phải ghi in hoa. B1, B2, B3. Thì vector AB, thì vector AB này tính theo công thức nào? Tính nhiều ở lớp 10 rồi. Cứ tọa độ sau trừ tọa độ trước. Tức là B1 trừ đi A1, B2 trừ đi A2 và B3 trừ đi A3. Được chưa? Đấy. Ví dụ luôn cho nó nhanh. Điểm A đấy, tọa độ 1, 2, 3 hay thi nhất. Điểm B, 4, 5, 6 đi. Nào, thì suy ra vector AB sẽ bằng điểm sau trừ điểm trước, tức là 4 trừ đi 1 còn 3, 5 trừ đi 2 còn 3 và 6 trừ 3 còn 3. Tóm lại là vector AB ra 3, 3, 3. Được chưa? Đấy. Nào ghi nhanh chóng gọn nhẹ nhé. Những bạn không liên quan tắt ngay mic cho cô, ảnh hưởng bài giảng. Bạn nào mở mic đấy, tắt mic hộ cô cái. Nào ghi xong chưa, là bạn nhóm của Thùy Trang xong chưa, Hiếu xong chưa? Lan xong chưa? Xong rồi ạ. Các con tắt mic đi. Được chưa? Bốn nhỏ. Bốn nhỏ này. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng. Con ghi là năm nhỏ. Ừ, thế ạ. À? Ừ, con ghi năm của cô nhé. Chắc con ghi nhầm. Biểu thức tọa độ. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng và các ứng dụng. Biểu thức tọa độ, biểu thức tọa độ nhá, của tích vô hướng và các ứng dụng này. Thì ghi cho cô này, dấu sao thứ nhất là trong không gian mũi IZ nhé, cho vector A. Cho vector A, tọa độ A1, A2, A3. Và vector B của mình có tọa độ B1, B2, B3. Thì khi đó vector A nhân vector B thì bằng hoành độ tương ứng nhân với nhau, tức là A1 nhân B1 cộng với tung độ nhân tương ứng với nhau là A2 nhân B2 cộng với cao độ tương ứng nhân với nhau là A3 nhân B3. Được chưa? Đấy nhá. Ví dụ vector A tọa độ là 1, 2, 3. Vector B tọa độ là 4, 5, 6 chẳng hạn. Thì suy ra vector A nhân vector B bằng 1 nhân 4 cộng 2 nhân 5 cộng 3 nhân 6 và bằng 4 này cộng 10 này cộng 18 này. 28 cộng 14 đúng không? 32. Thế thôi nhá. Thì tích vô hướng của hai vector ấy nó là một số nhá. Còn nhiều đấy, tích vô hướng của hai vector thu được là một số, nhưng sau này cô sẽ dạy các bạn tích có hướng của hai vector. Điều đặc sắc của lớp 12 so với lớp 10 đó là chính là tích có hướng hai vector. Thì tích có hướng hai vector các bạn bấm máy được, nhưng
tích của hướng ngoái vectơ nó là một vectơ chứ nó không phải là một số đấy đâu nha, nó khác nhau. Mình học ở đâu thì mình sẽ nhắc đến đấy. Công thức tiếp theo là độ dài của vectơ. Độ dài của một vectơ. Độ dài của vectơ nhé. Thì vectơ A của mình ý, nó có tọa độ là A1, A2, A3. Thì suy ra độ dài của vectơ, độ dài là nếu như dấu này ở trong toán đại mình gọi là trị tuyệt đối đúng không? Thì ở toán hình nó gọi là độ dài bằng căn bậc 2 của vectơ A nhân vectơ A, ghi cho nó sang thôi. Thực chất nó như thế này này. Nó bằng là gì? A1 bình cộng A2 bình cộng A3 bình. Được chưa? Ví dụ vectơ A tọa độ là 1, 2, 3 thì suy ra độ dài vectơ A sẽ bằng căn bậc 2 của 1 bình cộng 2 bình cộng 3 bình. Chỗ này là bằng 1 cộng 4 là 5, 5 cộng với này 9 là căn của 14 đúng không? Đấy, thế thôi. Được chưa? Dễ mà. Học hết từ lớp 10, lớp 12 chỉ thêm đúng một chục nữa, gắn thêm một chục nữa vào là xong. Nếu ta học kỹ lớp 10, tất nhiên là lớp 12 các bạn sẽ có nhiều cái nó khác và hay hơn nữa. Được chưa? Một công thức nữa mà các con cần phải học, đó là khoảng cách giữa hai điểm. Hai điểm. Điểm A có tọa độ xA, yA và zA. Điểm B có tọa độ là xB, yB và zB. Cái chỗ ghi này các con có thể ghi dấu bằng ở đây cũng được, hoặc là không cần dấu bằng hoặc luôn được, đều được hết nhé. Thì suy ra độ dài của vectơ AB bằng căn bậc 2 nhá của xB trừ xA tất cả bình cộng với YB trừ YA tất cả bình cộng với ZB trừ ZA tất cả bình. Được chưa? Đấy. Ghi vào nhé. Độ dài vectơ AB thì bằng căn bậc 2 của XB trừ XA tất cả bình cộng YB trừ YA tất cả bình cộng ZB trừ ZA tất cả bình. Mình chỉ có một ít lý thuyết nữa thôi. Sau đó là mình sẽ sang các dạng bài tập, cô sẽ chia bọn từng dạng bài tập một nhé. Nào ghi lên nhé. Nào Khánh Huyền ghi xong chưa? Xong rồi ạ. À, các con ghi chép cẩn thận nhé. Vì cô cũng chia sẻ với các con là chương này là chương rất là dễ, nên là cố gắng đừng bỏ qua mất câu nào. Cô ví dụ thôi nhé. Ví dụ này. Ví dụ đi cho nó sinh động màu sắc đi. Ví dụ này.
điểm A của mình tọa độ là đấy vẫn là 1 2 3 đi. Điểm B của mình có tọa độ là 4 5 và 6. Thì thực ra như này này, mình chủ yếu mình tính toán cái chỗ này không cầu kỳ về chữ phẩy chữ đâu, các con cũng vào thi không có thời gian nhớ cái đấy đâu, chỗ này không cần cái dấu bằng đâu. Chưa? Muốn tính được độ dài AB, đầu tiên mình tính được vector AB đã. Vector AB là điểm sau trừ điểm trước nhé, tức là 4 trừ 1 là bằng 3, 5 trừ 2 là bằng 3, 6 trừ 3 cũng bằng 3, đúng không? Thì suy ra độ dài AB, độ dài vector AB bằng căn bậc 2 của từng cái hệ số vector là bình phương này, bằng 3 bình này, 3 bình này, cộng 3 bình này. Đấy, hình như là bằng 9 cộng 9, cộng 9 đúng không? Bằng căn của 27 nhá. Đấy. Thế thôi, dễ thôi. Mình sang một công thức nữa mà các bạn sẽ phải ghi nhớ này. Tức là gọi phi, gọi alpha đi, là góc giữa hai vector. Góc nhá, giữa hai vector. Đấy. Vector A có tọa độ A1, A2, A3. A1, A2, A3. Và vector B có tọa độ là B1, B2, B3. Được chưa? Với A và B là hai vector khác không? Vector A và B này đều khác vector không nha. Thì khi đó mình suy ra một công thức rất là quan trọng, đó là cos alpha. Cos alpha bằng cos tạo bởi hai vector A và vector B. Được chưa? Bằng tích vô hướng trên tích độ dài, tức là vector A nhân với vector B trên độ dài vector A nhân độ dài vector B. Được chưa? Và nó bằng này, A1B1 cộng A2B2 cộng A3B3 trên tích vô hướng tích độ dài nhỉ? Độ dài vector A là A1 bình cộng A2 bình A3 bình nhân với lại B1 bình B2 bình cộng B3 bình. Được chưa? Nhớ nhất. Nó chỉ là công thức thôi, mình tính cho nó khắc quen. Và một công thức nữa mà các con phải ghi nhớ bài hôm nay, đó là vector A vuông góc của vector B khi mà tích vô hướng của chúng nhân với nhau bằng 0, vector A nhân vector B bằng 0 và tương đương là A1 B1 cộng A2 B2 cộng A3 B3 bằng 0 nhá. Hôm nay thì cô sẽ dạy kỹ con phần cái cách tính toán và công thức tọa độ của vector, được chưa? Buổi hôm sau ấy, thì cô sẽ dạy các con phương trình mặt cầu nhá. Rồi về lý thuyết ấy, chắc là các con sẽ ghi lên đây thôi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ các dạng bài tập nhá. Nào, đi xong chưa nhỉ? Ánh Nguyệt xong chưa? Phương Linh xong chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Hương Lan với Linh Huệ xong chưa? Rồi ạ. Trúc là xong chưa con ơi? Có xong rồi ạ. Đây, các bạn chia dạng cho cô này. Con ghi đi các dạng bài toán cơ bản. Các bạn phải cho các bạn thì cô sẽ vào dạng 1 cho các bạn này, cô chia dạng các bạn vào dạng 1.
một nhé, là tìm tọa độ của một vector. Tìm tọa độ vector này và các yếu tố liên quan. Tìm tọa độ của một vector và các yếu tố liên quan này. Đến vector. Các bộ yếu tố liên quan vector nhé. Thỏa mãn một số điều kiện cho trước. Thì về phương pháp giải này nhá, thì các con sẽ sử dụng các định nghĩa và khái niệm liên quan đến vector của lệnh Cotroni đấy nhá, và tọa độ của vector, độ dài của vector để phân tích một vector theo ba vector không đồng phẳng, hoặc là tính tổng hiệu, sử dụng công thức tính tổng hiệu mình vừa ghi của hai vector, được chưa? Nhá, để mình tính này. À, mình còn một số công thức nữa nên cô cho ghi thêm. Tôi học đến đâu cô sẽ ghi cho các bạn ở đây. Ví dụ một tóm lại là phương pháp giải mình sử dụng toàn bộ những cái kiến thức mình vừa ghi đấy, mình tính bài này, bài một này, ví dụ một bạn đề thi nó rất hay ra này, là cho vector a, cho vector a có tọa độ là 5, 7, 2. Đấy, ví dụ là 5, 7, 2 nhé. Còn vector B của mình có tọa độ là 3, 0, 4 chẳng hạn. Vector C của mình có tọa độ là -6, -1 chẳng hạn. Thì hãy tìm tọa độ các vector sau đây. Hãy tìm tọa độ của vector này. Hãy tìm tọa độ của vector này. Đúng không, ghi đi. Ví dụ câu A. Nó cho là vector M. Câu A nhé. Ý A của mình nhé. Nó cho là vector m, nó cho là vector m này bằng 3 lần vector a trừ đi 2 lần vector b cộng với vector c. Đấy, thì cái cách tính của vector m nhanh nhất là như thế nào? Cô dạy các bạn luôn để các bạn thi trắc nghiệm mà. Nhưng mình sẽ học nhanh nhé. Đây. X của vector M ấy, thì nó sẽ bằng 3 lần X vector A cộng gì? À, trừ đi 2 lần XB. Đúng không? Cộng với X gì ạ? XC. Đúng không? Y vector M thì bằng 3 lần IA trừ đi 2 lần IB cộng với IC, đúng không? Còn Z của vector M bằng gì? Bằng 3 lần ZA trừ đi 2 lần ZB cộng với ZC, được chưa? Đấy, cách tính trắc nghiệm nhanh nhất là như thế. Còn các bạn có thể làm là 3 lần A bằng gì, 2 lần B bằng C bằng gì thì nó nhanh được. Thì bây giờ nhìn nhá, 3 lần x của a bằng 5. Thì 3 lần x, 3 lần của 5 x nó sẽ bằng 15. 15 mà trừ đi 2 lần của b. B là 0, à x của b là 3, xin lỗi. X của b là 3 thì 2 lần sẽ là 6. Đúng không? Trừ đi 6.
cộng với xc đang là trừ 6, cộng chữ tức là thành trừ 6 đúng không? Và đáp án câu này bằng 3 đúng không? 3 lần ia, ia là 7, 3, 7, 2, 1 đúng không? Trừ đi 2 lần ib, ib bằng 0 nên vẫn giữ nguyên là 21 đúng không? Cộng với ic là 1 thì nó sẽ là 21 trừ đi 0 cộng 1 và bằng gì? 22 đúng không? ZA bằng 2 thì 3 lần ZA sẽ bằng 6 trừ đi 2 lần ZB là trừ 8, 6 này trừ 8 này, ZC là trừ 1 đấy, và bằng trừ 3. Vậy suy ra vector M có tọa độ là gì nhỉ? 3 này, 22 này và trừ 3. Cô nói các bạn nhé, chỗ này các con hoàn toàn có thể ghi dấu bằng hoặc là không bỏ dấu bằng đi, ghi ngoặc ở đây cũng được, đều được nhé. Cách ghi như thế là các bạn có hiểu câu này không nhỉ? Bạn Khánh Huyền không? Hiểu không? Có ạ. Phương Linh, nó chỉ là kỹ năng tính toán thôi mà. Phương Linh có. Rồi. Có. Bạn Ngọc Huyền hiểu không? Có. Bạn Nguyễn Quỳnh có hiểu không? Không có ạ. Rồi. Được rồi. Đấy là cách tính nhanh nhất, cô ghi nhanh nhất cho các con để các con làm trắc nghiệm nhé. Thì sau này mình bấm máy tính thảo, mình bấm máy tính luôn cũng được. Có cách bấm máy tính đấy, nhập vector A vào vector B và sau đó thực hiện là 3A cộng trừ 2B cộng C nó ra đấy nhá. Tối về xem cách bấm máy tính đi nhá, nó ra hết mà. Cái tính toán thì thực ra thì mới cho các bạn ví dụ này nhưng các bạn thấy hơi khó, nhưng mà tôi cố gắng mình đi thi nó thi như thế này đấy. Cô xóa bảng nhé, cô sang ví dụ tiếp theo của dạng này nào. Câu B người ta yêu cầu tính như này, câu B là tính vector n bằng 5 lần vector a cộng 6 lần vector B cộng 4 lần vector C. Cô ghi lại vector A, B, C nhé. Ghi lại thì các con mới biết rồi, các con biết rồi. Nào, vector A của mình có tọa độ 5, 7, 2 vector B của mình có tọa độ là 3, 0, 4. Được chưa? Nào, L bằng 5 lần vector A cộng 6 lần vector B 4. Vậy thì x của vector N sẽ bằng 5 lần xA cộng 6 lần xB cộng 4 lần xC. Được chưa? Đấy, y của N bằng 5 lần IA, đúng công thức này thôi, cộng 6 lần IB cộng 4 lần IC. Và Z của N thì bằng 5 lần ZA cộng 6 lần ZB cộng 4 lần ZC. Được chưa? Các con điền vào thôi, điền số thì cho cô, điền số vào.
Nào. Rồi thì cô thử màu đen nhé. 5 lần x a là bằng 5 này. Nhân với 5. Đúng không? Cộng 6 x b. Đây, b đây. Ơ, cô quên chưa ghi c à? C là trừ 6. 1 và trừ 1, đúng không? Đấy, 5 x 5 này cộng với 6 nhân với xb, xb đây là 3. Cộng 4xc, cộng 4 nhân với trừ 6, đúng không? Chỗ này 2, 5. Bạn tính đi nhé. Hai năm cộng 18 đúng không? Trừ đi 24 đúng không? Các bạn làm 19 đúng không? Bạn tính nó to như cô không? Bị to gì không? Rồi 5 lần IA là 5 x 7. Y đây. Cộng 6 IB là 6 x 0. Cộng với lại 4 IC. 4 x 1 bằng đấy, 35. 35 cộng 4 là 39 nhỉ. Đấy. 5 lần ZA là 5 x 2. Cộng 6 ZB, 6 x 4. Cộng 4 x với trừ 1. Đúng không? Qua tính cho cô nào. 10 này. 24 là 34. 34 trừ 4 là 30. Vậy thì suy ra vector n có tọa độ là 19, 39. Nó ra như này không? 30. Nào Hoàng Lan nó ra như này không? Có ạ. Rồi nhá, đấy ví dụ 1 thì cũng khái quát khá là nhiều vấn đề cho các bạn tính toán, chỉ tính như thế thôi, mức độ khó nhất như thế thôi, còn có thể cho dễ hơn nữa không, các bạn cứ tính nhá, tính như thế thì nó nhanh. Thì dạng 1 này mình chỉ chủ yếu tính toán thôi nhá, dạng 1 chủ yếu tính toán, mình sang dạng 2 bây giờ. Thì cái phiếu bài tập của bài này cô sẽ gửi cho các con qua nhóm lớp nhé. Các bạn sẽ tự làm trắc nghiệm ở nhà vì mình không còn thời gian để làm chữa ở đây đâu nhé. Các bạn biết xong chưa để cô xóa bảng nào? Nhóm Trần Hà Linh nào, Đỗ Ngọc Anh biết xong chưa? Bạn An với bạn Đạt có hiểu bài không con? Dễ hiểu đúng không ạ? Yeah. Rồi cô cảm ơn nhé. Các bạn mới nên là cô muốn hỏi các bạn thế. Rồi cô sang dạng 2 nhé. Cô chia dạng 2 này. Dạng 2 này. Cái bộ mặt quen quen thì có vẻ khuê không nhỉ? Dạng 2 nhé. Ờ, là các con sẽ phải dơ với dạng này này. Tính các yếu tố của tam giác nhé. Và giải tam giác này. Thì khi đi thi thì không phải là lúc nào chỉ giải tam giác đâu, có thể là tứ giác, là hình chữ nhật, thì phần đấy cô sẽ giới thiệu thêm. Nhưng bài toán chủ yếu là tính các yếu tố của tam giác và giải tam giác nhá. Tính các yếu tố của tam giác có nghĩa là gì? Là mình đi tìm các cạnh, các góc của tam giác, được chưa? Còn giải tam giác là cái gì? Là khi một bài toán người ta cho một số góc của một số cạnh và mình phải đi giải tìm tiếp các góc và các cạnh còn lại, được chưa? Thì cái phần này, nếu như các bạn mà học lớp 10 thì bài này cô sẽ rất kỹ lớp 10,
Tuy nhiên là kiến thức lớp 10 mình chỉ sử dụng theo hình phẳng thôi, mình không làm giống lớp 12, nhưng về cơ bản cái bài toán vẫn giống nhá. Thì cô sẽ cho con một phương pháp giải, thì con sẽ áp dụng tất cả những công thức mình vừa chủ yếu mình sẽ dùng công thức là tính độ dài, bây giờ tính độ dài hoặc là tính cốt góc đấy nhá. Thì bây giờ cô sẽ cho con một ví dụ luôn để con biết là thi như này. Ví dụ 1 là cho 3 điểm. Cho 3 điểm. Điểm A của mình có tọa độ là 1, 0 và trừ 2 này. Điểm B của mình có tọa độ là 2, 1 và trừ 1 này. Nếu các bạn cẩn thận các bạn ghi là dấu chấm phẩy cô nhé. Điểm C của mình có tọa độ là 1 này và trừ 2 này và 2 này. Được chưa? Đấy. Thì ý đầu tiên cô yêu cầu là tìm tọa độ, tìm độ dài các cạnh của tấm da ABC. Tìm độ dài các cạnh của tấm da ABC nhé. Câu B này là tìm tọa độ trung điểm. Tìm tọa độ trung điểm của các cạnh. Tam giác ABC. Được chưa? Câu C này là tìm tọa độ trọng tâm G. Tọa độ nhé, trọng tâm G của tam giác ABC. Được chưa? Thì cô sẽ cho con thêm vì cô sợ là con quên đấy, quên công thức của lớp 10 ấy. Nên là cô sẽ cho các bạn lại công thức này nhá. Cô thử viết màu đen xem nào. Nào, con ghi cho cô một cái chú thích, lẽ ra là cô cho ghi từ lẫy thôi. Thôi bây giờ mình ghi thêm vào đây được nhá, ghi một tí tí xíu vở cho cô này. Một góc vở cho cô nhá. Thứ nhất là công thức tính tọa độ trung điểm. Điểm A có tọa độ xA, yA. Điểm B của mình tọa độ là xB, yB. Y là trung điểm. Y là trung điểm nhé, của AB. Y là trung điểm của AB. Thì suy ra trung nhé, viết nó bị xấu thế này, nó xấu nhỉ. XY bằng XA này cộng XB. À xin lỗi, đây là của lớp 12, các bạn đã ghi cho cô là ZA đấy nhé, ZB đúng nhé. Đấy. XY bằng XA cộng XB chia 2. YY này bằng YA cộng YB chia 2. Và ZY bằng ZA ZB chia về chia 2. Đấy. Nhớ nhá, tọa độ trung điểm thực chất nó là trung bình cộng, được chưa, của hai điểm này thôi. Nào, bây giờ ABC đúng không, ví dụ điểm điểm C, điểm C của mình có tọa độ là XC, IC. Gọi G nhé là trọng tâm của tam giác ABC. XG bằng XA cộng XB cộng XC nhé, chia 3 con này. YG YA cộng YB cộng YC chia 3
và ZG. Không hiểu sao bút của bài viết xấu nhỉ. Bằng ZA này cộng ZB cộng ZC chia gì? Chia 3. Nhìn cô nhé. Tóm lại là nếu điểm A tọa độ XA, IA, ZA này, điểm B tọa độ XB, IB, ZB này, nếu Y là trung điểm của AB thì XY bằng XA cộng XB chia 2. YY YY bằng IA cộng IB chia 2 và ZY bằng ZA cộng ZB chia 2. Còn nếu mà G là trọng tâm của tam giác ABC thì XG bằng XA cộng XB cộng IC chia 3 và YG bằng IA cộng IB cộng IC chia 3 và ZG bằng ZA cộng ZB cộng IC chia 3 nhá. Con ghi thêm cho cô công thức này vào, rất là quan trọng để giải tất cả những bài liên quan đến tam giác. Và đương nhiên là hình của chương 3 này không chỉ cung cấp chúng ta công thức tính về tọa độ vectơ, tọa độ điểm, độ dài hoặc là tính chu vi diện tích tam giác, mà hình này còn giải quyết được tất cả những bài hình không gian mà lớp 10, lớp 11 và lớp 12 con sợ đấy ạ. Những bài tính khoảng cách, góc, tính diện tích, thể tích được chưa? Của phần lớp 11 và đầu phần lớp 12 đấy. Nếu như sau này các bạn sợ hình không gian và vẫn không biết giải tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, hoặc là tính góc giữa hai giữa đường thẳng phẳng, hoặc là tính góc giữa hai mặt phẳng chẳng hạn, đúng không ạ? Thì sau này phần cuối chương này cô sẽ các con gắn trục tọa độ. Nếu hầu như các bài thi đại học đều cho dạng vuông góc, mà chỉ cần có vuông góc lập tức các con gắn trục tọa độ vào, gắn trục tọa độ vào thì mình sẽ tọa độ hóa bài đó, và mình tức là giải bài toán hình học không gian bằng phương pháp tọa độ hóa, cũng như tọa độ hóa gắn điểm vào mà mình tính toán như thế này hết chưa, thì không phải sợ là mình phải kẻ như thế nào và chứng minh ra sao nữa, được chưa? Đấy là máy tính bấm được cái đấy nhá. Sau đó cô sẽ dạy thêm. Trước mắt là mình mới học đầu chương này thì cô chỉ nhắc các con thế để các con biết là cái lợi ích của chương này như thế. Chương này nếu các bạn học chuẩn các bạn giải quyết gần hết tất cả bài hình trong đề thi đại học đêm đấy, nên hãy trân trọng nó ngay từ lúc mình học, từ lúc đầu nhá. Rất tiếc những bạn nào không nghe bài học hôm nay đâu. Các bạn viết xong chưa nhỉ? Để cô bắt đầu vẽ cái hình và cô chữa cho các con này. Hiếu nhớ viết xong chưa? Hiếu xong chưa? Đồng xong chưa? Em xong rồi. Rồi. Bây giờ bài này thì thực chất nó như thế này này. Các bạn vẽ được một tam giác ra. Màu đen này màu rất là nét nhưng mà nhìn nó đen tối quá. Cô là người sở thích không thích màu đen. Điểm A là 102 đúng không? Cô cho là 1 này. 0 này là trừ 2 đúng không? Điểm B của mình 1 trừ 1. Điểm C là 1 trừ 2 và 2 đúng không? Đầu tiên là người đã yêu cầu mình tính độ dài của ba cái cạnh này, có nghĩa là mình phải tính AB, cạnh AB đấy. AB thì vừa mình học rồi đúng không? Độ dài của vector đúng không? Thực chất nó chính là độ dài của vector AB đấy. Và công thức của nó là bằng căn bậc 2, con nhớ luôn từ bây giờ nhé. Điểm sau trừ điểm trước tức là XB trừ XA tất cả điểm cả bình cộng với IB trừ IA tất cả bình cộng với ZB trừ ZA tất cả bình. Nó các bạn tính thôi, tính cho cô đi sẽ là mấy đây nhỉ? Đi đây nhá. XB trừ XA tức là 2 trừ 1
bằng 1 bình. IB trừ IA 1 trừ 0 cũng bằng 1 bình. Cộng với này ZB trừ Z là trừ 1 trừ đi trừ 2 đúng không? Cũng bằng 1 bình. Tóm lại bạn này bằng căn 3. Đấy, bạn này bằng căn 3 nhé. Đấy. Thứ hai là độ dài AC đi. AC thì một nó bằng là độ dài vector AC. Nó sẽ bằng căn bậc 2 của XC. Bạn chú ý nghe giảng ấy, thì dạy không khác gì trên lớp đâu. Và nó còn kỹ hơn ở trên lớp. XC trừ XA tất cả bình cộng IC trừ IA tất cả bình cộng với ZC trừ ZA tất cả bình. Các bạn thay cho cô đi, thay cho cô mình thích làm từ câu một mình mới học mà. C trừ A 1 trừ 1 bằng 0 nhỉ, không bình cộng với này trừ 2 trừ 0 trừ 2 bình đúng không? Trừ 2 bình hay là mình 2 bình cũng được. Trừ 2 cộng với trừ 2 mình đi được chả sao cả. ZC trừ ZA tức là bằng 4 bình nhỉ? Bốn bình nhé. Và chỗ này nó sẽ bằng 4 này cộng 16 căn 20. Con có thể biết căn 20 là 2 căn 5 được. Bởi vì 20 bằng 4 nhân 5 mà mình đưa 2 ra ngoài. Nhá. Sau đó mình tính BC. Mới tính thì mình tính lâu đấy thôi, lúc mà mình tính nhanh ấy. Bấm được hết nhanh lắm. Tôi bấm máy tính tính toán ấy thôi, chứ cái này thì không phải là bấm ra luôn. Căn bằng 2 của XC XB là mình cộng với này IC trừ IB tất cả mình cộng với này ZC trừ ZB tất cả mình. Sau đó con tính cho con nhé. XC mà trừ XB à? 1 mà trừ đi 2 là trừ 1 tất cả mình trừ 1 tất cả mình cộng với này trừ 2 trừ đi 1 là trừ 3 trừ 3 tất cả mình cộng với 2 1 trừ đi trừ 1 là 3 tất cả mình nhỉ. Xem nào. 18 cộng 1 là căn 19. Đấy, mình đã tính xong ý A rồi nhá. Ý A đấy, mình từng tính từng ý một. Bài này thì nó còn cho kiểu là tính chu vi tam giác nữa cơ, diện tích tam giác nữa nhá. Tí cô cho thêm hai câu đấy, tính luôn. Mình dùng công thức Hero tính luôn. Rồi các bạn tính được tính điều lên không? Khánh Duy ơi, Khánh Duy tính ra như này không? Giống cô không? Kiểm tra xem cô. Em tính ra. Sơn ơi, Sơn ra chưa con? Sơn. Được ạ. Rồi mình sang. Các bạn viết xong chưa? Nhiều lắm nào. Cô chữ câu 2 nhé. Câu 2 cô xóa bảng nào. Câu 2 cô đổ bút đi. Cô không thích màu này. Chuyện màu tím đi. Ví dụ điểm A mình cũng cho tam giác này. Điểm A của mình
có tọa độ là 1, 0, 1 này, 0 này, trừ 2 này. Điểm B của mình có tọa độ là 2, 1, trừ 1. Điểm C là 1, trừ 2, 2, đúng không? Rồi. Bây giờ nó bảo là tìm tọa độ trung điểm. Thì ví dụ cô gọi là M này, N này và B này, đúng không? Đấy. Thì mình sẽ gọi lần lượt là trung điểm. Trung điểm nhé, của các cạnh, cạnh AB, cạnh AC và cạnh BC. Đấy. Thì bây giờ bắt đầu với trung điểm thôi, dễ mà. XM thì bằng XA cộng XB chia 2. IM bằng IA cộng IB chia 2. Và ZM bằng ZA cộng ZB chia 2. Đấy nhá, tính cho cô xem nào. Hình như là bằng 1 cộng 2, 3 phần 2 nhỉ? Chỗ này là bằng 1 phần 2 đúng không? Và chỗ này là bằng 3 trừ nhỉ? Trừ 3 phần 2 nhỉ? Đấy nhá, cộng 3 thôi. Điểm N XN thì bằng XA cộng XC chia 2. Nào, tính thôi. Bạn nào đọc cho cô điểm thứ hai nhé, điểm N, bạn nào Tùng nào, Tùng tính cho cô nào. Là bao nhiêu đấy con? Một, ăn một phần hai, ăn một, một. Cái gì đấy? X N một. Đâu? XA cộng XC chia 2 mà. Vâng, đúng rồi. Rồi. Y bằng bao nhiêu? Âm 1. Rồi. Z? Không ạ. Rồi, rất tốt. Điểm P này. XP. Suy ra mình suy ra điểm M có tọa độ là 3 phần 2, 1 phần 2 và chứ 3 phần 2. Điểm N có tọa độ là 1 này, chứ 1 này, 0 này, XP nhé. Đây. XP thì bằng XB, XC chia 2, IP bằng IB, cộng IC chia 2. Và ZB bằng ZB cộng ZC trên 2 bằng gì nào? Bạn cộng nhanh như cô nhé. Đỗ Ngọc Anh nào. Đỗ Ngọc Anh. Nó kết quả cho cô nhé. B bằng 3 phần 2. 3 phần 2 rồi. Bao nhiêu? Đây. 3 phần 2. Rồi. Tìm nữa con. Phần 2 nữa. Rồi, đấy thì mình suy ra điểm T của tọa độ như này nhé. Mình lúc được không? Kết thúc. Không có gì cả. Nhớ là trung điểm là trung bình cộng của hai điểm. Thế thôi. Nhanh lên để mình đến với trọng tâm nào. Cô sẽ cho các bạn thêm hai câu nhé. Chu vi và diện tích tam giác. Luôn để mình quét hết cái phần này luôn. Tính câu nào chắc chắn câu đấy luôn.
Các bạn đều tính là như này không? Linh Huệ và Nam nó ra này không? Có. Rồi bạn Thương, bạn Hiền có làm được không? Dạ có. Có con ghi xong chưa? Có. Ghi xong chưa được cô xóa bảng cô chữa cô mới đây. Xóa bảng nhé. Thương mới Hiền xong chưa cô xóa bảng nhé. Vâng, em xong rồi. Rồi ạ. Bây giờ trọng tâm này. Thì các con cũng biết là các bạn biết trọng tâm của tam giác rồi. Đúng không ạ? Là sao điểm của ba đường trung tuyến đúng không? A này, B này, C này. Thì cô chỉ lấy lại đại khái này thôi nhá. Trung tuyến AM. Thì chữ G nó ở đây này. Thực chất là giao điểm của ba đường trung tuyến nhá, G nó ở đây. Thì cái trọng tâm này được tính như này này, nó chia thành 3 phần. Và cái đoạn AG này chiếm 2 phần, đoạn GM này chiếm 1 phần. Hay là có hiểu là AG này bằng 2 phần 3 AM và GM này bằng 1 phần 3 AM. Tức là cái đoạn AM chia thành 3 phần. Thì từ G đến A chiếm 2 phần và từ G xuống M chiếm 1 phần. Thì đấy là mình nhắc về cái trọng tâm thôi, chứ nó cũng không sử dụng gì bài này cả. Bạn ăn cũng muốn thức trọng tâm của cô luôn. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Trọng tâm của tam giác ABC nhé. Thì XG của mình bằng XA cộng XB cộng XC chia điểm chia 3. Còn YG bằng YA cộng YB cộng YC chia 3. Và ZG bằng ZA cộng ZB cộng SC chia điểm chia 3. Đấy. Thì bây giờ điểm A của mình có rồi, các con chỉ thay rồi, nó không có cái gì rất là dễ nếu như mình thuộc công thức, được chưa? Bởi vì mình thi trắc nghiệm mà, nhưng các con làm rất là nhanh câu này nếu như mình thuộc công thức. 10 này, 10 với trừ 2 đúng không? Và điểm B của mình có tọa độ là 21-1 đúng không? Điểm C của mình 21-1 nhé. Điểm C của mình là 2-2. À xin lỗi, điểm C là 1 nhé. 1-2 và 2. Đấy, cô đọc lại nhé. Cái tọa độ điểm rất quan trọng. Bởi vì sai cái là sai hết mà. Điểm A tọa độ là 10-2. Điểm B của mình là 21-1. Được chưa? Điểm C của mình là 1-2 và 2. Nha, các con nắp đây cho cô. Nắp vào đây tính cho cô. Đấy. XA thì đây là 1 cộng XB là 2 cộng XC là 1 chia 3. Thế dễ quá chứ gì, đúng không? 4 phần 3 XIA là 0, IB là 1, IC là trừ 2 chia 3 bằng trừ 1 phần 3. ZA là trừ 2 trừ 1 cộng 2 chia 3 cũng bằng trừ 1 phần 3 đúng không? Vậy thì suy ra điểm G của mình sẽ có tọa độ là 4 phần 3 trừ 1 phần 3 và trừ 1 phần 3. Đây. Cô sẽ cho các bạn thêm 2 câu nữa. Vì đề của mình sẽ có 2 câu nữa. Tiện đây cho luôn, đỡ được chia dạng là xong.
Câu tiếp theo ấy, cô cho con là tính chu vi và diện tích của tấm thân này. Câu cuối cùng nhé, câu D, tính chu vi và diện tích của tam giác. À, Tùng nè, Tùng nhắc lại cho con Du là chu vi của tam giác bằng gì đấy? Nói đi con, chu vi bằng gì? AB cộng C cộng BC. Tức là mình nói ngắn gọn là chu vi bằng tổng ba cạnh cộng lại đúng không? Thế diện tích tam giác tạm thời với tam giác này thì mình lên sử dụng công thức nào? Hỏi Lam đi. Nên sử dụng công thức nào Lam? Bởi vì mới chỉ biết ba cạnh thôi thì con làm thế nào? Diện tích ạ. Nếu mà tính diện tích thì con dùng về công thức căn của nửa chu vi nhân với nửa chu vi trừ AB. Cô hiểu rồi, công thức đấy là gọi là công thức là gì, tên là gì không? Con là người học về công thức lớp 10. Công thức Herom. Sao? Tức là một tam giác thì có rất nhiều cách tính, chu vi thì nó chỉ có một cách tính thôi, là tổng ba cạnh cộng lại. Các con hiểu nên là này, chu vi không chỉ riêng một tam giác, tất cả các hình thì nó là phần xung quanh của cái hình đó. Cái tam giác nó chỉ có ba cạnh, do vậy chu vi của nó phải bằng tổng ba cạnh cộng lại, tức là cái đường viền xung quanh của nó, được chưa? Còn diện tích là phần bên trong. Thì đối với tam giác thì mình chỉ tính được chu vi với diện tích thôi, chứ không có thể tích ở đây. Thể tích nó phải là một hình đa diện đúng không? Đấy, mình tính thể tích được. Thì diện tích của tam giác có rất nhiều công thức để tính diện tích, có rất nhiều các bạn ạ. Và mình sử dụng công thức nào cho nó hợp lý nhất để mình tính bài này. Đấy, thì bài này mình cũng chưa biết. Bình thường là ví dụ cho ba câu này, cô có thể cho các bạn thêm một câu nữa là định tính tam giác này. Định tính hay được chưa? Thì có nghĩa là mình sẽ xét xem là tam giác này là tam giác gì, cân thường hay là thế nào. Thì mình nhìn qua vừa lẫn mình tính ra AB đây, mình sẽ biết tam giác này tam giác gì nhá. AB của mình vừa lấy câu trước các con tính được là bằng căn 3, mình không phải tính lại nữa nhá. BC của mình thì bằng căn 19, còn AC của mình thì mình ra căn 20 hay là bằng 2 căn 5 cũng được. Đấy, thì ba cái dữ kiện này thì mình suy được tam giác này tam giác gì. Sơn con thấy là tam giác vuông, tam giác thường, tam giác đều hay là tam giác cân không? Sơn ở cô đâu nhỉ? Nó đang nói tiếp à? Làm mấy năm thì Nam thấy cái tam giác này là tam giác gì đấy không ạ? Tam giác thường à? Mình chỉ nhìn qua là mình có vẻ phỏng đoán tam giác thường. Nên là đối với những tam giác thường mà không có gì đặc biệt mà chỉ tính được ba cạnh thì diện tích tam giác bắt buộc tính theo công thức Herom. Tí cô sẽ nhắc lại công thức Herom. Thì từ đây chu vi người ta ghi hiệu là C đúng không? Chu vi là C đấy. Em mình ghi thẳng tên chu vi ra cũng được. Ba cạnh cộng lại là gì? AB cộng AC cộng với BC đúng không? Thì các bạn sẽ bằng là căn 3 cộng 2 căn 5 cộng với căn 19. Tóm lại mình còn không rút gọn được cơ, đến nguyên số này đúng không? Chu vi thì không nói làm gì rồi. Nhưng diện tích của các bạn, diện tích tam giác ABC, các bạn ghi công thức nhé. Và gần như phần này các bạn tính theo Herom là 100%. P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân với P trừ C, người ta gọi là công thức Herom. Chưa? Herom đấy. Rom. Ông Rom này, tức là không có dấu đâu.
cô ghi thêm vào đây, thông tư hero đấy, H-E-R-O-L-G, được chưa? Đấy, thông tư hero nhá. Cái P ở đây bằng gì? P là nửa chu vi, bằng 3 cạnh cộng lại bằng A cộng B cộng C chia 2. Cái quy định cạnh như sau này, đối diện với góc nào gọi là cạnh đấy. Ví dụ đối diện góc A, đây sẽ là cạnh A này. Đối diện góc B, đây là cạnh B này. Đối diện góc C, đây là cạnh C này. Tóm lại là 3 cạnh cộng lại chia 2. Được chưa? Đấy. Thì chỗ này của mình đấy sẽ bằng gì? Bằng nửa chu vi, tức là bằng cái căn 3 này cộng 2 căn 5 này cộng căn 19 này, tức là chia 2, đúng không? Sau lại nhân với đúng cái số này trừ đi cái cạnh A. Đúng số này trừ đi, tức là căn 3 này cộng 2 căn 5 này cộng căn 19 này chia 2, đem trừ đi, trừ đi A, tức là trừ đi căn 3 BC nhỉ? Xin lỗi, trừ đi căn 19. Đó, được chưa? Sau này tương tương ghi nốt phần còn lại cho cô nhé. Ghi nốt phần còn lại cho cô. Có nghĩa là P là nửa chu vi, là bằng 3 cạnh cộng lại chia 2. Còn nhân đúng số đó trừ đi cạnh A. Cạnh A là A độ hiểu là cạnh đối diện với góc A. Đối diện với cạnh nào tên của nó là như thế. Tức là cạnh BC chính là cạnh A. Cạnh AC chính là cạnh B. Và cạnh AB chính là cạnh C. Đối diện góc nào là cạnh đấy. Thì cái bài này số nó sẽ rất là to đấy. Đấy. Đây là bài tính diện tích nhóm này. Chủ yếu là cô muốn nhắc lại công thức hero cho các bạn thôi. Còn yên tâm là đi thi đại học ấy, thì thầy cô sẽ cố gắng là cho các con cái số rất là đẹp. Được chưa? Số đẹp. Đây là một bài giảng lỗ hướng của cô. Nhưng là có thể số chưa đẹp lắm. Bài ý đầu của bạn ấy, là trong đề thi đại học của bạn ấy, chỉ cô chỉ cho thêm đúng ý đề thôi. Thế bạn thấy là cái bài ý đầu của mình thì số liệu là chuẩn khớp đề thi rồi thì nó tương đối đẹp, đúng không? Thế nhưng mà ý cuối cùng cô cho thêm, khi cho thêm mình chưa điều chỉnh cái đương nhiên số nó sẽ xấu rồi. Cô chủ yếu cô nhắc lại cái con công thức hero để các bạn biết dùng cái bài này nhá. Đi thi các bạn thường bị bế tắc ở đây này, bạn không biết sử dụng công thức nào thì bài thể tích này có nhiều cách dùng lắm. Đến dạng nào cô dạy các con dùng công thức đó, được chưa? Cho nó phù hợp. Thì khi đi thi mình gặp cái bài hình như này mình sẽ không bị bỡ ngỡ, sợ hãi là mình có cái áp lực gì với bài hình được cả. Thì trong phần này các bạn có một loại bài nữa, cô Thu sẽ hướng dẫn các con luôn. Nào, các bạn hãy viết được thế thôi nhá. Cô sẽ viết màu hồng đi. Thay đổi hơi bị nhiều, cô này thay đổi nhiều màu mực quá đúng không? Nó sinh động. Một bài ví dụ nữa này, đây là ví dụ mấy rồi nhỉ? Ví dụ 2 nhá. Cô cho một bài này liên quan đến góc, cho hai vector A và B gồm một mảnh đẹp phép. Các bạn ghi chép cẩn thận đấy nhá, dạy các bạn rất kỹ đấy. Tạo với nhau một góc bằng 120 độ. Góc 120 độ. Tìm nhá. Độ dài của vector A cộng vector B và vector A trừ vector B. Biết độ dài vector A bằng 3 và độ dài vector B bằng 5. Anh cũng dễ hơi nhiều áo, hiểu không? Cũng rõ của. Rồi. Thì cái bài này các con phải sử dụng một số công thức này. Thực ra nó ở lớp 10 ấy,
nhưng mà các bạn quên rồi nên giờ cô sẽ nhắc lại cho các bạn luôn nhé. Các bạn cứ nói là các bạn không thi môn người đúng không? Thi đã. Nào, độ dài của vectơ cộng vectơ b nhé. Tất cả mình. Thì đây không phải hằng thức thôi mà, không có gì đâu. Thì bằng độ dài của vectơ a tất cả mình cộng với độ dài của vectơ b tất cả mình cộng với hai lần độ dài vectơ a nhân với độ dài vectơ b nhân với cốt giữa vectơ a và vectơ b. Các bạn cái này công thức đấy, bạn nhớ ghi vào nhá. Mình thay vào thôi, thay vào cho cô. Thì khi mình nhìn bài này các bạn sợ đấy, nhưng nếu các bạn thuộc thì rất là dễ, không có gì đâu con ạ. Các con thay vào độ dài vectơ a tất cả bình thì nó bằng 3 thì bình sẽ là 9 đúng không? B bằng 5 thì bình sẽ là 25 đúng không? Cộng với 2 lần vectơ a là 3, độ dài vectơ b là 5 đúng không? Nhân với cốt xin giữa cốt này, cốt 120 là bằng trừ 1/2 nhé. Nếu con không nhớ con có thể bấm máy tính, thấy chưa? Cốt 120 là trừ 1/2. Nhớ đấy, cái góc 120 độ là thi cực nhiều trong lượng giác ạ. Nên chú ý cho cô, nhớ cốt của nó bằng trừ 1/2. Con chỉ cần nhớ nó bằng trừ 1/2 là thành công rồi nhá. Thay hộ cô kết quả này nào. Bạn Khánh Huyền đi bấm hộ cô bao nhiêu không? Để cô Thu đỡ phải tính nào. 19 ạ. 19. Khánh Huyền hôm nay có nhiều bài không đấy? Nào con Linh. Có ạ. Vậy này, độ dài của vectơ a cộng vectơ b nó bằng căn 19 các bạn ạ. Biết vì sao không? Vì đây thì đang tính vectơ a với vectơ b tất cả bình mà, thì nó bằng 19. Đây nhá, a bình đúng không? Đây, a bình bằng gì? Bằng 9 đúng không? Thì a phải bằng gì? Bằng 3 đúng không? Tại vì sao không số âm? Bởi vì là độ dài mà. Độ dài là số âm thì cái tam giác đó nó không tồn tại à? Đúng không? Nào. Ở vậy thì tương tự mình sẽ có công thức là độ dài vectơ a trừ vectơ b bằng tất cả bình nhá. Phương pháp làm bài này đấy, đây là phương pháp duy nhất làm bài này. Độ dài vectơ a tất cả bình cộng với độ dài vectơ b tất cả bình trừ đi 2 lần hằng thức thôi mà, vectơ a nhân vectơ b nhân cốt giữa a và b. Thì chỗ này của mình sẽ bằng gì? Cũng bằng 3 bình cộng 5 bình trừ đi 2 lần 3 nhân 5 nhân với trừ 1/2. Được chưa? Đấy, bấm giúp cô đi. Bạn nào bấm giúp cô nhỉ? Chúc nào chúc bấm cô được không? Nó bao nhiêu cô? Con ơi, con bấm, bạn nào bấm hộ cô con này nhé. Bạn nào bấm rồi đọc đi xem nào. Em 49. Là 49 à? Ừ. Vâng. Ừ. Vậy thì đây là tất cả mình ra 49 thì độ dài nó ra bao nhiêu nhỉ?
Tú nhỉ? Là 7. Ừ, 7. Rồi, đây là một trong những bài hay nhé. Nên chép đề thi đấy ạ. Cô dạy các con này, cô chỉ xoáy vào những phần con thi thôi. Nên là nghe kỹ vào. Ừ, máy chút bị sập, chút tao đi không sao đâu. Thôi như này nhá, một số bạn kêu là máy bị sập nguồn rồi, đúng không?